Kính thưa quý khán giả, trong sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, có rất ít tác giả có thể vừa viết lời cổ, vừa sáng tác nhạc. Và Thanh Phong là một trong số đó. Tác giả Phạm Thanh Phong đã có nhiều sáng tác quen thuộc với khán giả trong và ngoài tỉnh Bình Dương. Có thể kể ra như Xuân Về Đẹp Mối Tơ Duyên, Em Yêu Đất Thủ Quê Mình, Dầu Tiếng Khúc Hát Nên Duyên, Bình Dương Duyên Đẹp Tình Ta. Và các tác phẩm này đều đạt được giải thưởng. Trước khi được biết đến là tác giả của những tác phẩm, Phạm Thanh Phong cũng là một người đam mê ca hát. Khi đã biết hát rồi thì anh mới sáng tác. Chương trình Là Nghệ Sĩ xin giới thiệu về anh, tác giả Phạm Thanh Phong, một người trẻ không ngừng cống hiến những giá trị đẹp cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương. Phong đang làm nhân viên của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh của huyện Dầu Tiếng. Công tác phụ trách là bên mảng văn hóa văn nghệ và đàn ca tài tử. Xây dựng cái chương trình mà đại diện cho tỉnh đi tham gia ở cái cấp khu vực, rồi đồng thời cũng là xây dựng các cái kế hoạch thông báo để mà tổ chức các cái hội thi của cấp huyện về các cái hội thi vào các ngày lễ lớn của huyện hàng năm. Còn cái phần sáng tác là cũng là một cái phần chính của Phong sáng tác bên âm nhạc. Phong tham gia vào Hội Văn học Nghệ thuật vào năm 2016. Sau đó năm 2017 thì tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc về Thủ Dầu Một, thì Phong vinh dự được đạt giải nhất về Thủ Dầu Một, đó là bài Em Yêu Đất Thủ Quê Mình, ý thơ của nhà thơ Phương Lan, thì đã được ca sĩ Ngọc Kiều Oanh của Bình Dương mình và ca sĩ Hạnh Nguyên và ca sĩ Thủy Vân đã thể hiện. Một vài ca sĩ nổi tiếng hát cái bài của Phong là bài Thủy Vân cũng có hát cái bài của Phong viết về mẹ, về má của Phong, đó là bài Thương Nhiều Lắm Má Ơi. Và ca sĩ Lưu Ánh Loan hát cái bài hát Bắc Tân Nguyên Miền Đất Yêu Thương là cái bài hát mà Phong viết về cho Bắc Tân Nguyên, cũng đã hát và đã làm MV cái bài hát đó. Đất thủ quê mình đẹp lắm phải không em? Ngói đỏ nhà cao tươi đẹp những sắc màu, đường rộng thật thang đây nhà mái mới, trên phố đêm về rực rỡ ánh đèn hoa, đất thủ quê mình ngời sáng và yên trung, với những người con luôn vì được quên mình, chẳng ngại hy sinh kiên cường chiến đấu cho đất quê mình rạng rỡ ánh bình minh. Thành phố của chúng ta từng ngày đang đổi thay để những ước mơ khối óc tàn tay vượt qua trong gai nhọc nhằn gian khó, xây đắp quê hương mình mai này càng đẹp hơn. Thành phố của chúng ta từng ngày đang đổi thay để những ước mơ sớm kết thành hoa, và trong tim anh ngập tràn thương mến, xoay tính bông qua dầu cho đất thủ đẹp hơn. Yêu lắm quê hương mình nơi đất thủ Bình Dương. Phong rất là vinh dự và thật sự là may mắn, cũng là người mới tham gia vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương ở chuyên ngành âm nhạc. Nhưng thật sự thì mình cũng may mắn được các thầy và các anh đi trước đã chỉ dẫn nhiều cái kinh nghiệm để mình viết bài tham gia dự thi và cũng đạt được một số giải
như là dễ nhất Em yêu đất Thủ quê mình của Thủ Dầu Một, dễ nhì viết về Bác Hồ, và dễ nhì viết về đất và người Bình Dương, ca nhạc đó là bài Bình Dương duyên đẹp tình ta, và bài viết về Bác Hồ là bài Một lòng noi gương Bác. Rồi bài hát vọng cổ viết về đất và người Bình Dương cũng đạt giải nhì năm vừa rồi, đó là bài Xuân về đẹp mối tơ duyên. Thật sự thì Phong cũng rất là vui và rất là hạnh phúc khi mình thể hiện được, trước là một cái niềm đam mê, cái thứ hai nữa là Phong cũng rất là cố gắng và rất là chịu học hỏi từ các anh em, các thầy đi trước để mình đúc kết được những kinh nghiệm trong cái công việc sáng tác của mình. Thật sự đó là cái niềm đam mê của Phong từ rất là nhỏ, nó giống, có giống như là cái máu đam mê âm nhạc từ hồi nhỏ, cho nên mà khi lớn lên á, được đi theo thầy giáo dạy học, sau đó thầy đó lập ban nhạc, hồi đó chỉ chơi đám cưới thôi, rồi bắt đầu Phong mới đi theo rồi học dạng học rừng. Hồi cái thời đi học đó là Phong đọc tiểu thuyết rất nhiều, cho nên đó là mình cũng tìm được một cái số vốn từ để khi mình sáng tác ca khúc. Bên cổ thì nghe hồi nhỏ cũng nghe cải lương nhiều lắm, cho thuộc cải lương rất là nhiều, cho nên sau này là mình thuộc cải lương thì mình thuộc bài bản đó, thì mình cũng dựa lên đó mình viết. Rồi vọng cổ thì Phong viết cũng về những cái tư tưởng, về cái nỗi niềm của mình, đôi khi có viết có một hai bài viết về cái cuộc đời hiện tại của mình, nó vui cũng có mà nó buồn cũng có. Thương bà mẹ quê trăm tuổi rồi, rung rung tay gậy trúc đến lên bàn thờ tổ quốc đi công. Nhìn di ảnh con nước mắt rưng rưng bao nỗi nhớ thương, hơn mấy mươi năm hằng lên nỗi đau mắt buồn xa xăm. Mong sao mai này quê hương tươi sáng, con trở về trong chiến thắng vinh quang. Có ngờ đâu lần đi ấy mãi không bao giờ con trở lại quê. Mẹ lặng chết bên sông, con hy sinh rồi, con trai duy nhất quê hương hòa bình, mẹ cười mắt rưng rưng. Cái bài hồi nãy Phong thể hiện cái bài Nỗi niềm của mẹ, đó là viết về bà ngoại của đứa bạn học. Đó thật sự trong cái thời gian viết nhạc, tất cả các tác phẩm, chỉ có tác phẩm đó là viết lâu nhất, gần một năm mới xong cái tác phẩm đó. Lý do là viết về mẹ này rất là khó. Mẹ này là có hình như khoảng 5-6 người con gì đó, nhưng mà chỉ có một ông duy nhất là con trai. Nhưng người đó lại là hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Phong là nghiêng về cái sáng tác nhiều hơn là hát. Tại vì đi thi á, nếu mà hát là chỉ có đi thi bên đền ca tài tử là mới hát thôi, chứ còn bên âm nhạc là chuyên, ngành âm nhạc là chuyên về sáng tác. Cái định hướng sắp tới thì Phong cũng sẽ cố gắng thêm để học hỏi thêm từ thầy, từ anh, từ bạn và từ sách vở thêm, để cho mình cái vốn mà sáng tác của mình nó sẽ phát triển hơn, nó sẽ có hiệu quả hơn, nó sẽ dễ đến với công chúng hơn. Và cái mong muốn của Phong là những cái sáng tác của mình sẽ được đến với công chúng qua phần thể hiện của các ca sĩ. Gần 50 tuổi, cái tuổi vẫn còn đầy năng lượng, Phạm Thanh Phong vẫn ngày ngày tìm tòi những ít thơ hay, những nét đẹp trong thực tế để viết nên những ca khúc dân đời. Quý khán giả thân mến, chương trình Làng Nghệ Sĩ đến đây xin tạm dừng. Mến chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ thật vui, ấm áp bên gia đình và người thân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt.